để mà như là chúng ta biết được cái địa danh gì ha. Và cái nghi lễ cúng á thì nó sẽ có cái nguyên tắc á là theo giống như là kinh điển gì gồm có là gì. Thứ nhất á là có lễ nguyên hương, là rước lửa trời, là có một ông ra búa, ông cầm có nhang búa vậy đó, một người thôi gọi là lễ nguyên hương rước lửa trời. Sau đó là tới nhật nguyệt sang, là mặt trời canh búa. Có một bà đó cầm mà coi như nửa cái chén có bọc cái miếng vải màu vàng lại múa thế này là mặt trăng, rồi còn một ông á là bọc miếng vải màu đỏ lên múa là mặt trời để tạo ra mưa thuận cho bà. Xong á là tới là tam đa là phúc lộc thọ ra múa. Sau đó tới tứ thiên vương là bốn vị thần đông tây nam bắc giữ bốn cổng trời đó ra múa, bắt đầu mới chui cái chữ lên, cái bảng chữ lên á là để dụ là phong điều vũ thuận lại cầu cho mưa thuận gió hòa, hoặc là quốc thế dân an, có bốn chữ như thế đó, họ sẽ có bốn tấm điện để chúc. Sau đó là tới số năm là gì, là ngũ, tới là ngũ hành đứng cái, có nghĩa là bốn bà mặc bốn cái màu để tượng trưng cho xuân hạ thu đông. Bà mặc áo màu tím là tượng trưng cho mùa đông, bà mặc áo màu đỏ tượng trưng mùa hạ, màu trắng tượng trưng mùa thu, màu xanh tượng trưng cho mùa xuân. Rồi một ông mặc áo màu vàng cầm cái quạt phe phẩy này kia hát cái lời giống như thánh ca vậy đó, để mà chúc cho mưa thuận gió hòa, cái đó là ngũ hành đứng cái. Rồi một nữa là gia quan tấm tước. Gia quan tấm tước là cái ông đó giống trong địa cái bụng bự lắm, rồi cái đen mép thì nó nhìn mặt rất là vui, ông ra ông đi phục vịt đó. Rồi cái xong rồi cái là ông mới vô, ông cũng làm cái động tác đó, bước qua cái ngạch cửa, ông cái giống như cái đình mà cái nó khổ quá rồi nha, ông bước rút hết mấy nhẫn tơ này thứ, ông vua ra cái ông bước qua cái cửa ông nè. Đó. Rồi xong rồi cái là ông vô ông mới lấy cái cây bút lông đó, ông mới viết ở trên đó bốn chữ gia quan tấn tước trao cho ông chủ đình làng, rất là trịnh trọng để chúc phúc cho cái làng đó. Thì nó có những cái lễ gì ha, xin lặp lại là gồm có lễ nguyên hương trong cúng đình này, lễ nguyên hương. Thứ hai là nhật nguyệt sang, mặt trời trăng lúa. Lễ tam đa là phúc lộc thọ. Thứ tư là tứ thiên vương. Thứ năm là ngũ hành biến cái, là chúc cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Gia quan tấn tước, gia quan tấn tước ha, để chúc cho cái làng đó ổn định. Vâng, người ta mặc đồ thế này ha. Và chúng ta sẽ qua một cái phần muốn tìm hiểu về văn hóa của phương Nam, chúng ta cần những chìa khóa gì để chúng ta tìm hiểu. Thì thứ nhất là cái triết lý của dân dịch. Thứ hai, chúng ta biết được những dòng chảy lịch sử. Và thứ ba, cái triết lý nho học. Triết lý dân dịch nó sẽ gồm có ngũ hành tương sanh tương khắc, âm dương vuông tròn, 64 quẻ, biểu tượng của vật kiến nghĩa. Thì tôi sẽ cái phần mà các anh em đang mà coi như khó khăn nhất, tôi nghĩ là cái phần này, đúng không? Cái phần này các anh em sẽ nói, nhưng mà khi các anh em mà nắm được cái này đó thì các anh em sẽ phân tích nó sẽ rất là thú vị. Đây là cái sơ đồ của ngũ hành, chúng ta thấy nó sẽ khác với lại cái hướng của đông tây nam bắc mà hiện nay trên bản đồ, đúng không? Trên nam dưới bắc trái đông phải tây, chính giữa là trung tâm. Thì á, chúng ta nhớ nha, là cái màu đen, nhưng mà trong nghệ thuật hầu hết là chuyển sang màu tím. Quý vị ha, màu đen nhưng mà màu tím là tượng trưng cho cái màu của hành thủy là nước. Đây là màu xanh là hành mộc, bên kia hành kim là cái tượng trưng cho có cái màu trắng, ở trên là màu đỏ là tượng trưng cho hỏa. Chúng ta đếm 12 con giáp, chúng ta đếm trên bàn tay á, đếm từ đây. Đến thật. Tí nằm đây. Sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tức, hợi, đúng không? Điểm là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc. Do vậy, tại sao mà kết hôn đeo nhẫn cho cái con này? Là điểm này điểm bắt đầu mà cũng là cái điểm đến yêu, cái chu kỳ tới đây kết thúc, cho nên gọi là điểm thủy chung. Và chúng ta biết á, là người miền Nam á, hay là chúng ta nghe nói tới cái màu tím là màu gì cái gì? Tượng trưng cho màu gì? Thủy, đúng không? Thì tại sao là chung thủy? Tại vì cái màu tím là cái màu của nước. Cái điểm là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc luôn. Cho nên là đây là cái điểm là điểm thủy chung. Và từ chỗ này nè, nó bắt đầu nó đi cái bát quái đó. Bát quái nè, thì nó bắt đầu là con quẻ cấm. Rồi mới chấn tốn đi khôn đòi càng khảm cảm là nước. Bắt đầu là cấm là núi, mà kết thúc là nước. Cho nên từ đây đó, thì bắt đầu chúng ta mới phân ra được cái chuyện
mà của Lạc Long Quân Âu Cơ là chia một cái cuộc hôn nhân ly dị đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, là chia 50 con lên rừng núi, 50 con xuống dưới biển. À, thì đây là cái triết lý này là chúng ta thấy nó nằm trong kinh dịch. À, là nó bắt đầu và nó kết thúc, nó tượng trưng cho cái dòng chu kỳ nó thủy chung. Và cái trang phục của người mà Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì thường người ta sẽ chọn cái màu đen, bởi vì cái phương này phương Bắc của họ, và cái khi mà họ chết á thì thường cái đầu nằm sẽ hướng về phương Bắc, cái hướng phương hướng của các chư thần. Việt Nam chúng ta Phật giáo chiếm đa số, cho nên khi mà chúc cho cái linh hồn người mất đi gì đâu Tây phương, đúng không? Tây phương được làm chọn cái màu trắng. Phụ nữ ngày xưa bôi son đỏ trên môi. Tại sao bôi son đỏ trên môi? Đây chính là cái màu của cái phương Nam, chính là màu lửa. Lửa này á là cái lửa không phải bình thường, mà lửa nó sẽ đốt cháy hết tất cả những cái tạp niệm. Do vậy á, cái miệng nè, các nhà nho người ta nói rằng hỏa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Hỏa là do cái miệng mình nói ra, phát ngôn không chính chắn nó sanh ra hỏa. Bệnh là do đường ăn uống đi vào không cẩn thận mà nó sanh ra cái bệnh. Cho nên á, ngày xưa người ta cẩn ngôn bôi son đỏ trên môi, người ta còn kẻ mắt xanh. Thì tại sao mà kẻ mắt xanh? Bởi vì trong tròng mắt của con người nó có các màu của phong thủy tương sanh. Ở đây là nước màu đen, đúng không ạ? Tiếp tới màu trắng, tiếp tới màu đỏ thì chỉ máu đó, cái nền da vàng thêm cái màu xanh nữa là nó tạo thành cái ngũ hành tương sanh, nó tạo nên cái sự may mắn. Bây giờ mấy cô chuyển sang mắt nâu. Dạ, đúng không ạ? Dạ, chúng ta biết á, là cái màu lửa này nè, cái cho nên đó là trong cái kiến trúc mà của tôi được coi cái ở ngoài Huế á. Tại sao cái cổng mà coi như vua đi gọi là ngõ ngoài Huế? Tại vì đây là cái cửa chính nam, cửa chính nam ha. Rồi á, chúng ta biết là bây giờ ở trong Sài Gòn này á, cái hướng ngoài hướng chính nam á là hướng chúng ta biết là cái trục nó nằm hướng đâu không? Chính là cái cột cờ Thủ Ngữ nằm ở trước mà của cái đồng này. Đúng rồi, bến Nhà Rồng đó, cái cột cờ Thủ Ngữ á, cái cột cờ đó đầu tiên nó mang tính chất là cái cột cờ nó giống như cái để cho tàu bè nó định hướng ha. Nhưng mà hay là nó có gắn liền với cái cột mốc của thành Bắc Quái của gia đình Sài Gòn hồi xưa ha. Và chúng ta biết được cái lực của ngũ hành này rồi thì trong cái vấn đề mà trang trí đến nay thì người Nam Bộ người ta sử dụng cái này rất là nhiều. Triết lý văn hóa phương Nam, cái mốt ăn theo nghi lễ truyền thống. Khi thôi nôi đại tháng quý vị thì thường là coi như sẽ làm cái món chè trôi nước. Dạ, nó tròn ha, và nó trôi nước. Cái văn hóa của sống ở vùng sông nước là gì? Phải biết bơi lội, đúng không? Là phải biết bơi lội. Và cái nước phương Nam thường là ngán lọt. Và cúng á, là thôi nôi đại tháng là thường cúng món gì đi đúng không ạ? Xôi nè, rồi món thịt là món gì ạ? Gà vịt, món gì? Vịt, vịt. Tại sao là cúng vịt cái gì không ạ? Tại vì đúng rồi, chính xác luôn, là nó biết bơi lội. Rồi thứ hai nữa, nó biết giữ cái phẩm hạnh của nó. Cái phẩm hạnh đó là gì? Tuy rằng là coi như là nó lộ xuống bùn để nó kiếm ăn, nhưng mà nó đủ một cái rồi nó sạch cái lại. À, có nghĩa là dù cho cái cuộc đời á, nó có nó tạo sự bồng nhập cho mình cỡ nào chẳng nữa, nhưng mà mình phải giữ cái bản ngã. Đó là cái đặc biệt của công việc. Thứ hai, thứ ba nữa là công việc á, là trong tiếng Khác Từ á, nó gọi là cái chữ ác. Áp á, thì nó sẽ trùng âm với lại chữ giáp. Cho nên đó là người ta khi đó chúng ta sẽ cúng, ngày xưa đó là cúng cái hoa sen và có cái con vịt ở bên cúng. Thì hoa sen là chữ liên, thì cái con vịt đó là chữ áp, nó sẽ trùng âm chữ liên giáp để cho nó là chúc cho đứa nhỏ sau này nó thi đỗ đạt á, là thi hương, thi hội, thi đình đậu đáo hết. Gì hả? Đó. Cho nên là mấy em nào mà liên quan thi hội thì đã lấy ra là gì? Mùng ba Tết cúng cái con gà. Con gà này nó tượng trưng cho năm cái đạo. Màu gà nó chót tượng trưng cho băng, móng gà sắc nhọn tượng trưng cho bỏ, đấu là đấu tới cùng là tượng trưng cho dũng khí. Có gì ăn ngon gái đi cho đồng đội cùng ta ăn là nó có nghĩa. Đúng bình minh nó báo thức cho mọi người là con gà hiểu chữ tính. Cho nên con gà sắp có năm cái đạo này. Mà đây là cái triết lý mà do ông Lê Văn Duyệt, tức là tổng chức có thành gia đình, đã cắt nghĩa cho dân Nam Bộ. Vì vậy mà trong cuốn sách mà bên Nam Bộ xưa của Bình Minh đó, là có nói về cái chuyện này, là nói về cái định từ xưa, cuốn định từ xưa có nhắc lại cái chuyện này. Làm chức thành gia đình, làm tới chức thượng công,
Bữa nọ vua mà coi như họp trào thấy bá quan đủ hết rồi mà sao thấy thượng công thiếu nét mặt. Hỏi chứ bây giờ là tao đi đâu rồi? Mấy ông quan nói giờ này chắc không đi coi đá gà đâu, không đi đá gà lắm. Vua giận quá, mới vừa nói xong thì thấy ông Duy Quốc vô tung hô dặn tới. Vua hỏi chứ tại sao anh tới trễ? Cái nói các mấy ông quan, ông mấy ông tổng tiểu cười thì ông vua mới giận hỏi hay là đi coi đá gà? Nó mua thâu bệ hạ, thần là cái thằng chốt nét mà nhờ coi đá gà đó mới hiểu được chuyện đời, giúp cho bệ hạ bình định đất nước tới ngày hôm nay. Vua hỏi chứ đá gà có cái gì hay, nói cho trẫm nghe. Vua bệ hạ, con gà nó có năm cái đầu, màu gà đó chót tượng trưng cho văn, móng gà sắc nhọn tượng trưng cho bỏ, đấu rồi đấu tới cùng tượng trưng cho dũng khí. Con người mà khi mà có gì ăn ngon, gái nên cho đồng đội cùng tới ăn là có nghĩa, đúng bình minh đó thức mọi người, con gà giữ chữ tín. Con dân bệ hạ mà được năm cái đạo này, bệ hạ vui không? Hay quá cả đời, tổ chức đá gà. Thành ra cái đó là cái rất là hay nha. Cho nên là hoa tết phải cúng con gà mà phải cúng nguyên con, để nguyên con lên bổ bộ đầu lòng để lên trên đó trái mặt phơi gan, thấy được cái lòng con người làm bộ. Và chúng ta thấy rằng là khi mà cúng xong rồi thì người ta chặt cái thân gà, tại vì nó tượng trưng võ khí mà, võ khí thì nó tượng tài, do vậy người ta treo ở ngoài cái hành lang. Tới chừng qua nguyên tiêu là qua rằm tháng giêng đó, người ta lấy cái đó ta treo ở trên người lương, tức là giữa cái nhà vậy đó, rồi qua năm sau bắt đầu đấu cái cặp chân gà khác đó. Thì ngày xưa người ta đây là những cái thú chơi tao nhã, nó có cái gì mà thi vị trong đó ẩn sâu trong đó, chứ không phải như bây giờ cờ bạc quá rồi phải là chịu nổi và nước mình phải cấm rồi. Nhá là chúng ta còn có cái món nữa, đó chính là cái món cơm nếp.